bài 2 là bài phào học. Thì mình đi phần thứ nhất là đại từ xưng hô. Đại từ xưng hô thì sẽ là những từ dùng để làm chủ ngữ. Ví dụ bản thân mình sẽ là của sẽ dịch là tôi hoặc tao, mình sẽ là bạn hoặc mày, tha ở đây là anh ấy, ông ấy, tha cũng có thể là chị ấy, bà ấy, tha có nghĩa là nó đây các bạn có thể chỉ người, chỉ đồ vật hoặc chỉ vật. Thì tôi sẽ giải thích cái từ của và từ nỉ ở đây. Bên nước ngoài thì cái từ của và nỉ thì người ta sẽ dịch là mày tao, nhưng ở Việt Nam nếu như hai bạn bằng tuổi nhau thì các bạn sẽ dịch là tôi với bạn. Nhưng nếu có một người lớn tuổi hơn bạn mà là nữ thì người dân dịch, người ta dịch lịch sự, người ta sẽ dịch là tôi với chị. Và nếu có một người nam lớn tuổi hơn tôi thì người ta sẽ dịch là tôi và anh. Thì cái của và mình này thì các bạn sẽ dịch theo như là cái lứa tuổi của các bạn. Sang đến thứ tha là anh ấy, ông ấy. Thì tha ở đây sẽ chỉ người thứ ba. Ví dụ tôi là của, bạn là gì, thì sang người thứ ba phải là tha, là anh ấy, ông ấy, chị ấy hoặc bà ấy. Tha ở đây có nghĩa là chỉ đồ vật. Ví dụ như là tôi có một cái bút nhưng không muốn nói tên cái bút nữa thì các bạn có thể thay bằng là gì nó. Tôi có một cái bút, nó viết rất tốt, nó viết rất đẹp, ví dụ như vậy. Muốn chỉ số nhiều thì ta sẽ cho thêm từ mân vào cuối đại từ nhân xưng, và chúng ta sẽ có ví dụ như của mân là chúng tôi, trà mân là chúng ta, nghỉ mân là các bạn, tha mân là họ, chúng nó. Họ chúng nó ở đây các bạn có thể chỉ người, chỉ vật hoặc chỉ đồ vật. Ví dụ bạn giới thiệu bố mẹ tôi năm nay 60 tuổi, các bạn không phải nhắc họ bố mẹ mà các bạn có thể thay thế bằng họ rất khỏe mạnh, họ rất họ làm được không, cái đoạn ở dưới nữa, đoạn dưới đó. Bất cứ nào thì nói lại chú ý nhé, không có tên gì em phải xem cắt thôi. Muốn chỉ số nhiều thì ta sẽ thêm từ mân vào cuối đại từ nhân xưng. Tôi cho ví dụ của mân là chúng tôi, thám mân là chúng ta, nghỉ mân là các bạn, tha mân là họ chúng nó. Khi họ chúng nó ở đây các bạn có thể chỉ người, chỉ vật, chỉ đồ vật. Ví dụ bạn giới thiệu tôi có hai đứa con chấm, nhưng không cần nói hai đứa con tôi đi học rồi, mà các bạn có thể thay bằng chúng đi học rồi, chúng rất ngoan ngoãn. Hoặc tất cả những cái đồ vật này của cô giáo thì cô sẽ gộp chung là tất cả chúng là của tôi. Sang đến phần hai là đại từ sở hữu. Thì bạn có từ sấy là ai, thì ai ở đây sẽ phải là chỉ người. Sấy tận là chỉ sự sở hữu của một ai đó, thì các bạn sẽ có từ tận đằng sau. Sấy tận sẽ dịch là của ai. Ví dụ như của tận là của tôi, thì tận là của bạn, tha tận là của anh ấy, của cô ấy, của nó. Của thân tận, của chúng tôi, tha thân tận là của họ. Các bạn nhớ cho tôi rằng nếu sở hữu của một cái gì đó thì các bạn sẽ dùng từ tận ở đằng sau. Sang đến phần 3 là xưng hô. Sen sơn sẽ là ngài là ông, hai hai sẽ là bà, xéo triệu sẽ là cô, ma ma là mẹ, pa pa là bố, phu mủ là bố mẹ, lão cung hoặc sang phu là chồng, lão búa hoặc chi sự sẽ là vợ, cưa cưa là anh trai, ti ti em trai, chia chia là chị gái, mây mây là em gái, hái sự hoặc xẻo hái thế dịch là con cái, trẻ em. Thì người ta phân biệt ra có con trai và con gái. Con trai thì các bạn sẽ có từ nám là nam, và mình sẽ ép bằng nám hái hoặc ấu sự là con trai. Nữ sẽ là nữ và sẽ ép là nữ hái hoặc nữ ấu là con gái. Sang phần hai năm hai chúng ta sẽ sang phần đằng sau họ, thì tất cả đằng sau các bạn đều nhìn thấy từ hảo. Hảo ở đây sẽ dùng cho việc chào họ. Và bài sau chúng ta không dùng
kính trọng những người lớn tuổi hơn mình thì mình sẽ dùng từ mến. Và tất cả cái ngôi các bạn mình đều có từ mến hả, là lời chào họ. Bây giờ nghe tôi đọc: mến hả, mến thân hả, sinh lý mến hả, phu sinh lý mến hả, cơ quê mến hả, lão sư mến hả, sân sân mến hả, quá quả mến hả, táo quả ném mến hả, hai hai mến hả, xéo triển mến hả, ta chia mến hả, mến hả, mến thân hả, sinh lý mến hả, phu sinh lý mến hả, cơ quê mến hả, lão sư mến hả, sân sân mến hả, láo quả mến hả, láo quả ném mến hả, hai hai mến hả, xéo triển mến hả, ta chia mến hả. Mến hả ở đây các bạn sẽ dịch ra là xin chào chào bạn. Mến thân hả là chào các bạn. Ví dụ có một bạn mới vừa đến lớp, thấy rất nhiều bạn đang học thì các bạn sẽ chào các cô là mến thân hả. Và người ta sẽ chào bạn lại là mến hả. Khi mà gặp giám đốc thì các bạn sẽ chào là xin lỗi mến hả. Gặp phó giám đốc thì sẽ chào phu xin lỗi mến hả. Khi đi phỏng vấn thì các bạn gặp rất là nhiều người thì cái câu cơ quê mến hả sẽ dịch là chào các ông, các bà, các chị, các vị, các ngài. Đó là số nhiều thì các bạn sẽ dùng mình cho câu cái cơ quê mến hả này là thể hiện sự tôn trọng, kính trọng những người lớn tuổi hơn mình thì mình sẽ dùng cơ quê mến hả. Gặp thầy cô giáo thì các bạn sẽ chào lão sư mến hả. Xây sơn mến hả là chào ông, chào ngài, là thậm chí con trai. Báo quả mến hả là chào ông chủ. Báo quả ném mến hả là hai hai mến hả là chào bà chủ. Nhưng bà chủ trên 50 tuổi trở lên thì các bạn sẽ chào cho cô bà báo quả mến hả là hai hai mến hả. Xéo triển mến hả là chào cô, chào chị, chào bà chủ trẻ. Ta chen mến hảo và chào mọi người thì cái từ ta chen mến hảo này cũng chỉ cần mọi người là mến thân hảo như là chào các bạn thôi. Còn đi đâu gặp nhiều người thì các bạn lịch sự nhất là sẽ dùng câu cơ quê mến hảo. Rồi các bạn nghe tôi đọc: bảo an bảo sang hảo, bảo sư bảo an, xe ủ hảo, quả sang hảo, quả an, chỉnh chi, chỉnh chua, chua xẻ, phan chỉ lái, chỉnh sư phạm, chỉnh lão sư sư phạm, chỉnh bảo quản sư phạm, chỉnh ngơ sổ, chỉnh ngơ trả, chỉnh ngơ chiều, chỉnh ngơ bí chiều, chỉnh ngơ tha phây. Chào an, chào sang hảo, lão sư chào an, xe ổ hảo, quả sang hảo, quả an, chỉnh chin, chỉnh chua, chua xe, phan chỉ lái, chỉnh吃饭，请老师吃饭，请老板吃饭，请喝水，请喝茶，请喝酒，请喝啤酒，请喝咖啡。Bây giờ các bạn sẽ nghe tôi giảng. Ở đây mình sẽ phân biệt ba buổi. Đấy là buổi sáng thì các bạn sẽ chào bạn chào an hoặc chào sang an. Bây giờ muốn chào ai buổi sáng thì các bạn sẽ đẩy chủ ngữ tôi lên trước. Ví dụ chào cô giáo buổi sáng, lão sư chào an. Chào cô giáo chị buổi sáng, chào chị chào an. Chào giám đốc buổi sáng, xin lỗi chào an hoặc xin lỗi chào sang hảo. Sang đến buổi chiều, xia ố hảo cũng như vậy, lão sư xia ố hảo, xin lỗi xia ố hảo. Sang đến buổi tối các bạn sẽ có quả sang hảo. Ví dụ chào cô giáo buổi tối, lão sư quả sang hảo. Quản an sẽ là chúc ngủ ngon, nghỉ ngơi quả an, chúc các bạn ngủ ngon. Có tự chỉ là mời, xin phép, thưa. Tự chỉ ở đây rất là nhiều nghĩa. Ví dụ ai có cửa các bạn sẽ mời là chỉnh chỉ, mời vào. Mời vào rồi chúng ta sẽ mời ngồi, chỉnh chua. Hoặc người lớn tuổi hơn người ta có thể bảo các bạn là chua xẻ, chỉ chua xẻ. Ví dụ cuối giờ các bạn đứng lên để chào cô giáo thì các bạn sẽ nói là phan chỉ lái. Chỉnh sư phạm là mời ăn cơm. Mời ai ăn cơm các bạn sẽ cho chủ ngữ ở đây. Ví dụ chỉnh lão sư sư phạm. Tại sao chúng ta không đọc là chỉnh thì ở đây có hai thanh ba đi liền nhau. Đây từ chỉnh các bạn sẽ đọc theo cô là chỉnh lão sư sư phạm. Còn lão bạn thì nó sẽ đã đến đổi thanh hiệu rồi nên là các bạn vẫn đọc là chỉnh báo bạn sư phạm.
Tương tự như vậy, mời uống nước, mời uống trà, mời uống rượu, mời uống bia, mời uống cà phê thì mời ai uống nước các bạn sẽ cho chủ uống vào. Ví dụ mời cô giáo uống nước, xin lão sư hơ sợi, xin lão bản hơ trà, xin lão bản nhắn hơ cà phê. Rồi nha các bạn nghe tôi đọc. Bố khơ chi, bía khơ chi, mấy quan gì, mấy sở mở, mấy quân tí, mấy sự, xie xie, xie xie lão bạc, bố xie, đôi mũ chỉ lão bạc. Thái diện, lão sư thái diện, lão bạc thái diện. Bố khơ chi, bía khơ chi, mấy quan gì, mấy sở mở, mấy quân tí, mấy sự, xie xie, xie xie lão bạc, bố xie. Đôi mũ chỉ lão bạc. Thái diện, lão sư thái diện. Thì các bạn có từ bố khơ chi hoặc bía khơ chi sẽ là đường thanh kiến thứ tự nhiên. Ví dụ bạn làm giúp ai được gì bạn cảm ơn, xin xỉa thì các bạn có thể nói bố khơ chi hoặc bía khơ chi. Hoặc có thể dùng với quan si, với sớm hơn, với quân tí hoặc với sư. Thì sáu cái từ này như thế nó tương tự với nhau thì các bạn có thể dùng từ nào cũng được. Xin xỉa là cảm ơn thì cảm ơn ai các bạn sẽ dùng trực tiếp luôn. Ví dụ cảm ơn cô giáo, xin xỉa là sư. Cảm ơn ông chủ, xin xỉa là bạn. Cảm ơn bà chủ, xin xỉa là bạn nhé. Cô xỉa là cảm ơn nhiều, đã tạo. Ví dụ cô xỉa thì cảm ơn bạn nhiều. Còn làm sai được gì thì các bạn sẽ có từ tôi cũng chỉ là xin lỗi. Ví dụ xin lỗi ông chủ, tôi cũng chỉ là bạn. Xin lỗi bà chủ, tôi cũng chỉ là bạn nhé. Có từ pha chen là tạm biệt thì cái lời chào và lời tạm biệt thì nó sẽ đẩy chủ ngữ lên trước. Mình không dùng pha chen lão sư mà mình sẽ là một bạn lão sư pha chen. Rồi tiếp theo chúng ta có mời câu các bạn này sẽ rất hay dùng đến. Ví dụ các bạn cần sự giúp đỡ của ai đấy thì các bạn sẽ nói câu chỉ ban của ý xia, chỉ ban của ý xia. Và nếu bạn gọi bạn bè đi ăn cơm mà bạn đang bận thì các bạn có thể nói là chính tận ý xia, xin đợi một chút. Chính tận ý xia, xin đợi một chút. Bạn nào nói nhỏ quá thì tôi bảo bạn nói to lên, chỉnh ba sân đi nè, chỉnh ba sân đi nè, nói to một chút. Buổi trưa đi nghỉ ngơi hoặc là ngủ thì các bạn nói nhỏ một chút thì các bạn sẽ dùng câu chính xảo sơn y đẻ, chính xảo sơn y đẻ. Ông bà sang Đài Loan hoặc mang ra làm việc với ông bà chủ mà nhanh quá thì các bạn sẽ dùng câu chính xô mang y đẻ, chính xô mang y đẻ. Xin đọc chậm một chút. Ông bà chủ nói các bạn nghe chưa rõ thì các bạn sẽ dùng câu chính chỉnh trai trẻ chữ và xin nói lại các bạn lần nữa nếu mình nghe chưa rõ.